Đây là chương trình nhận diện sự thật của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Vào thời điểm này, trong khi toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang tích cực đưa nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 vào cuộc sống, thì trên diễn đàn mạng xã hội, các đối tượng xấu núp danh nghĩa dân chủ, nhân quyền, ra sức chống phá các quyết sách của hội nghị quan trọng này. Một trong những vấn đề các thế lực tập trung xuyên tạc phải kể đến quyết tâm chống tham nhũng của đảng ta. Một số đài báo nước ngoài đưa ra quan điểm sai trái cho rằng hiện đang có sự thỏa thuận ngầm về mức độ và đối tượng chống tham nhũng. Hay như chống tham nhũng chỉ là cái cớ để các phe phái mặc cả quyền lực, kiềm chế, loại bỏ nhau. Vậy, những luận điệu phản động này từ đâu mà ra và ý đồ thực sự của chúng là gì sẽ được chúng tôi thông tin đến quý vị và các đồng chí trong chương trình hôm nay. Để công phá vào những chủ trương quyết sách quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng ta, đầu tiên, những kẻ mượn danh đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền đưa ra nhận định rằng sự xuất hiện bỗng nhiên hai chuyên đề dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân là bất bình thường và hoàn toàn lạc nhịp trong một hội nghị mà lâu nay vẫn được coi là chỉ bàn về công tác nhân sự. Không chỉ có vậy, để kéo lái dư luận, một số phương tiện truyền thông nước ngoài còn dựng lên câu chuyện ly kỳ về nghị trình dự kiến của Hội nghị Trung ương 6 nhưng không được diễn ra. Đó là sẽ có hổ to bị đả quỵ tại hội nghị này, nhưng rồi không thể làm được bởi vì đã có sự thỏa hiệp giữa các phe nhóm và phút chót nên đành phải chám khoảng trống thời gian của nghị trình bằng hai chuyên đề lo cho dân. Trong mỗi một cái khóa đại hội thì đều có một cái chương trình làm việc và lịch công tác rõ ràng. Cho nên là Hội nghị Trung ương 6 bàn về vấn đề dân số và chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Nó là một cái công việc đã được thông qua chương trình toàn khóa, có kế hoạch và thực hiện theo đúng kế hoạch. Việc đảng ta quan tâm lãnh đạo về công tác chăm sóc sức khỏe là một cái việc làm rất đúng đắn. Hội nghị Trung ương 4 khóa 7 ra một cái nghị quyết về chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới. Và từ đó đến nay thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã ra nhiều chỉ thị, thông báo và kết luận về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Trong quá trình phát triển của đất nước cũng như của thế giới, người ta cũng đều quan tâm tới sức khỏe. Các thế lực thù địch phản động cho rằng là cái vấn đề đưa ra trong nghị quyết Trung ương 6 vừa qua như dân số, như vấn đề về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân, nó chỉ là cái việc phụ thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ở đây các thế lực thù địch muốn đẩy cái sự việc này đi tới một cái kết quả rằng là hội nghị chúng ta không thành công, và nhằm chia rẽ cái sự thống nhất trong đảng, hạ thấp vai trò lãnh đạo của đảng trong việc là lãnh đạo trực tiếp các mặt của đời sống kinh tế xã hội của đất nước và của dân tộc. Không chỉ đưa ra nhận định thể hiện sự hiểu biết nông cạn, cái nhìn thiển cận về những chủ trương lớn của đảng ta, một số tờ báo, cơ quan truyền thông nước ngoài còn bịa đặt, dựng lên câu chuyện về những hoạt động thỏa thuận ngầm mà họ gọi là cuộc đấu đá vì lợi ích của các phe nhóm. Từ việc ngang nhiên bịa đặt về các hoạt động thỏa thuận ngầm trong đảng, các thế lực thù địch lái dư luận hiểu theo hướng công tác chống tham nhũng chỉ là cuộc đánh nhau thông thường vì tranh giành lợi ích. Vì vậy, sẽ chẳng có hổ nào bị đả mà chỉ có ruồi muỗi thế mạng. Từ đó, các phần tử phản động tiếp tục đưa ra suy diễn là lãnh đạo đảng đã quyết định khép lại quá khứ, không xem xét kỷ luật tiếp những cán bộ sai phạm mà chỉ yêu cầu đã chót nhúng chàm rồi thì tự giác gột rửa. Cho nên, cuộc chiến chống tham nhũng sẽ đi vào thoái trào. Tham nhũng, nó là một hiện tượng xã hội. Không những chỉ tồn tại ở Việt Nam, mà các nước trên thế giới. Cho nên là trong cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, không thể nói là đi vào thoái trào. Xã hội muốn phát triển thì phải gạt bỏ những cái yếu tố cản trở, những cái yếu tố tiêu cực, thì đảng ta đã xác định rất rõ là phải đề cao cái vai trò, trách nhiệm, và đặc biệt là trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, để củng cố lòng tin của nhân dân
như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đề cập là chúng ta đã và đang lấy lại niềm tin của nhân dân. Và nhân dân đang ủng hộ chúng ta trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Cho nên rằng là chúng ta thấy rằng là không có câu chuyện là công cuộc đấu tranh phòng chống của tham nhũng của chúng ta là thoái trào. Các cái quan điểm của các thế lực thù địch cho rằng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta thoái trào hay là chỉ xử lý những cán bộ ở cấp thấp mà không xử lý ở cán bộ ở mức cao thì chúng nhằm mục đích là đánh lạc, du ngủ, làm cho nhân dân ta mất niềm tin vào cái công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Và đấy là một cái hành động rất nguy hiểm đối với cái công cuộc lãnh đạo của Đảng ta trong cái sự nghiệp mà phát triển đất nước hiện nay. Thưa quý vị và các đồng chí, trong thời gian qua đã có không ít tập thể cá nhân có hành vi tham nhũng, cán bộ vi phạm kỷ luật bị xử lý ở tất cả các cấp từ trung ương đến cơ sở. Đó chính là thông điệp rõ ràng nhất quán, thể hiện tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của Đảng, Nhà nước ta đối với loại giặc nội xâm này. Tuy nhiên, trước kết quả tích cực trong việc chống tham nhũng ở nước ta được dư luận trong và ngoài nước đồng tình ủng hộ, thì các thế lực thù địch lại thay đổi luận điệu chống phá. Trong thời gian qua, nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra xét xử. Nhiều sai phạm trong công tác cán bộ được kết luận xử lý nghiêm minh. Việc nhiều cán bộ công chức, trong đó có cả lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật vì sai phạm đã thể hiện được quyết tâm chính trị, trách nhiệm lớn của Đảng và Nhà nước trước nhân dân. Tuy nhiên, trước những kết quả tích cực trong chống tham nhũng, các nhà hoạt động dân chủ lại xoay sang bịa đặt, gây chia rẽ về sự thống nhất đoàn kết trong Đảng. Chúng không chỉ vẽ ra cảnh đấu đá nội bộ ở cấp trung ương, mà còn dựng chuyện đấu đá nội bộ ở các địa phương, dựng lên cái gọi là cuộc chiến chiếm lĩnh quyền thống trị. Để cho ly kỳ hấp dẫn hơn, chúng còn bịa ra những lực lượng cá nhân được hưởng lợi từ sự đấu đá nội bộ trong Đảng. Tất cả những cái vụ mà chúng ta xử lý kỷ luật, xử lý bằng pháp luật thì đều có kiểm tra, thanh tra, giám sát rõ ràng. Và đặc biệt trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng là chúng ta cũng đã công khai, minh bạch tất cả những khuyết điểm, những sai lầm, những cái vi phạm của cán bộ đảng viên. Các thế lực thù địch phản động thổi phồng những cái khuyết điểm, những cái kỷ luật của cán bộ đảng viên này, đảng viên kia, và cho rằng là chúng ta xử lý như vậy là chưa đạt cái mức yêu cầu, nhằm mục đích là làm cho cán bộ đảng viên nghi kỵ lẫn nhau, nói xấu rồi kích bác rồi bôi nhọ đồng chí đồng đội của mình và cái vai trò vị trí lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền nó sẽ mất hiệu lực. Nguy hiểm thứ hai là nhận thức của nhân dân ấy, nó sẽ bị lạc hướng, và cái đó là âm mưu phá hoại, chống phá ta, đặc biệt là cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta. Những người xuyên tạc bịa đặt đấy thì là đối lập với chúng ta về lập trường, về quan điểm, và đặc biệt là đối lập với lợi ích của dân tộc, quốc gia dân tộc và nhân dân ta. Cho nên là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với những cái âm mưu thủ đoạn của những cái thế lực phản động. Thưa quý vị và các đồng chí, nhận định trước quyết tâm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta, chúng tôi đã ghi lại những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và người dân. Anh vi phạm đến đâu thì Đảng ta xử lý đến đó, với đầy đủ những cái yếu tố, những cái cơ sở rõ ràng về mặt Đảng, điều lệ Đảng, những quy định của Đảng. Về mặt luật pháp thì chúng ta đã xử lý rất đầy đủ và rất đúng. Cho nên là cái khái niệm vùng cấm không tồn tại. Và chúng ta xử lý như thế để minh chứng rằng là cũng không có cái vùng nào được gọi là vùng cấm. Đảng, Nhà nước
cũng như là chính phủ đã có rất nhiều những cái biện pháp để đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Điển hình như là những cái vụ xử án vừa qua liên quan đến các hệ thống ngân hàng cũng như xử lý một loạt các cán bộ, thì tôi thấy cả hệ thống chính trị đang vào cuộc để cho cái công tác phòng chống tham nhũng ngày càng tốt lên. Với những cái biện pháp mà Đảng, Nhà nước cũng như là chính phủ đã thực hiện trong thời gian qua, thì tôi tin chắc rằng là công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới sẽ đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, các cái việc làm sai trái tiếp tục được đưa ra ánh sáng, những cán bộ mà có cái vi phạm tiếp tục được xử lý, để mà những người dân như tôi cảm thấy yên tâm và có cái niềm tin lớn lao hơn đối với Đảng và Nhà nước. Để công cuộc phòng chống tham nhũng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, thì theo quan điểm của tôi là thứ nhất là cần phải sửa đổi luật phòng chống tham nhũng một cách sát thực nhất, có cơ sở, và đặc biệt là ngăn ngừa, cảnh tỉnh những cái hành vi tham nhũng. Thứ hai là vai trò của cấp ủy Đảng, mà đặc biệt là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ được cái vai trò, vị trí của mình trong công cuộc đấu tranh tham nhũng, quản lý thật tốt cán bộ, đảng viên. Thứ ba là phải có cơ chế để kiểm soát các cái hoạt động của những người có quyền lực, và tổng hòa tất cả những cái biện pháp đó thì tôi cho rằng là sẽ có những cái bước tiến mới trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta. Thưa quý vị và các đồng chí, theo nhận định của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, tham nhũng là nguyên nhân chính dẫn tới nghèo đói và là rào cản chống nghèo đói trên thế giới. Chúng ta thừa nhận rằng hiện nay, tình hình tham nhũng ở nước ta vẫn diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với tính chất mức độ nghiêm trọng và phức tạp. Nhưng như vậy không có nghĩa là rằng nội sâm này còn có đất để hoành hành, mà nó đã, đang và sẽ tiếp tục bị đẩy lùi không khoan nhượng. Và điều đó rất cần sự ủng hộ của các tầng lớp trong xã hội, mà trước hết mỗi người dân phải luôn tỉnh táo, đủ bản lĩnh để không rơi vào bẫy của những luận điệu sai trái, đi ngược lại lợi ích của đất nước và nhân dân. Chương trình đến đây là kết thúc.